Tú xin chào cả nhà, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Tú nha. Hôm nay thì nhà mình có một tin rất là vui muốn chia sẻ cùng với mọi người. Đó là hôm nay thì nhà Tú sẽ đi mua xe mới ha. Ở Trung Quốc mà chỗ Tú ở thì đa số người ta đi xe hơi không à. Một phần nhỏ thì đi xe đạp điện. Và rất là hiếm khi ở trên đường phố mà mọi người nhìn thấy xe máy ở đây. Chồng Tú thì ảnh làm nghề lái xe lâu rồi, ảnh rất là am hiểu về xe và ảnh cũng có một cái niềm đam mê đặc biệt đối với xe cổ. Trước khi nói về xe mới thì Tú cũng chia sẻ một chút xíu về cái xe cũ hồi xưa của chồng Tú à. Xe này là ảnh mua lại của người ta này cả nhà. Mà xe ảnh thì không có điều hòa, mở cửa ra có gió luồn vào nên Tú ngồi Tú không bị say xe, ít khi bị say xe lắm cả nhà. Hồi ảnh mua xe này là do nó nhẹ cho nên là nó tiết kiệm dầu. Với ảnh mua chủ yếu là để ảnh chở khách thôi à. Rồi sau này nhà Tú mở tiệm cũng là cái xe này. Hai vợ chồng Tú đi nhập hàng về, mở tiệm lên rồi kinh doanh. Cho nên là những lúc khó khăn nhất là có cái xe này đồng hành. Tuy nhiên thì bây giờ là nó cũng cũ rồi cả nhà. Trải qua là mười mấy hơn 20 năm rồi. Và cái xe này hệ thống sưởi của nó yếu. Bây giờ thì mùa đông mà Tú ngồi ở phía sau với Bảo Bảo thì nó rất là lạnh. Lạnh chân lắm. Còn ở phía trước thì nó đỡ hơn một chút xíu. Anh từng nói với Tú rằng trong cuộc đời của anh chỉ có hai điều mà anh cực kỳ đam mê. Thứ nhất là thuốc lá và thứ hai đó là xe. Anh thích xe lắm cả nhà. Nhưng mà điều kiện thì chưa có cho nên dù dự định mua rất là lâu rồi nhưng mà vẫn chưa đủ. Và cho đến hôm nay á thì sau khi vợ chồng Tú cân nhắc á là Bảo Bảo cũng chuẩn bị đi học nè. Rồi ảnh cũng muốn mua một cái xe nó tươm tất nó đẹp hơn để sau này đưa đón con nữa. Bên cạnh đó thì ảnh cũng sẽ lựa chọn một cái xe to để mà sau này nhà Tú có điều kiện thì mình dùng xe này đi chở hàng luôn, vừa kết hợp cả gia đình và công việc. Anh rất là kỹ tính, mua một món đồ thì anh xem xét và coi rất là kỹ lưỡng. Đặc biệt là về xe thì giá tiền nó cao á, cho nên là anh lại càng kỹ lưỡng hơn nữa. Nhà Tú đã mất mấy ngày á, để đi vài nơi để mà kiểm tra và so sánh. Cả về chất lượng xe này, về giá tiền. Và mỗi cái kiểu xe thì anh cũng lái xe qua, anh có kinh nghiệm á. Cho nên là ảnh là người kiểm tra này, coi thử xe nào bền, xe nào động cơ tốt, rồi về độ tiết kiệm xăng này, thì cái đó là chồng Tú đều coi và kiểm tra, chứ còn Tú thì chịu cả nhà. Tú xưa giờ thì không có rành về xe hơi, Tú chỉ đi xe máy thôi. Ở Việt Nam thì đi xe và mình mắc yếu cho nên là Tú cũng chỉ thích có ai đó chở mình đi chứ mình cũng không thích lái xe máy. Ở trong này xe nhiều lắm cả nhà. Tôi thấy là rất là nhiều giá tiền và kiểu xe nào cũng có cả nhà, rẻ 30 triệu cũng có mà xe mấy tỷ, mấy chục tỷ cũng có, loại nào cũng có cả. Chủ yếu là mình xem thử cái túi tiền của mình có bao nhiêu tiền để mà mình lựa chọn xe nó phù hợp. Khu này trưng bày rất là nhiều xe đẹp cả nha, toàn là xe mới thôi. Ơi, chồng Tú thì đang thử cái xe này. Ở đây khách họ đến cũng nhiều lắm cả nha, đang xem xe này. À? Ừ, con lại xem xe với ba nè. Lần đầu tiên mình đi xem xe với chồng và mình cũng biết được là các cái công đoạn mà mình mua xe nó cũng trải qua rất là nhiều công đoạn rồi nha. Sau khi mà họ đã tư vấn giới thiệu xe và mình đã nắm được, đã có quyết định được mình sẽ mua cái xe nào rồi á, họ sẽ thống kê hết tất cả các số tiền mà mình phải trả nếu mà mình chọn cái xe đó. Từ cái giá tiền xe này, giá bảo hiểm, các cái phụ phí, rồi những cái khuyến mãi. Và họ sẽ trình bày những cái thủ tục mà mình phải làm để mà mình nhận xe.
giống như là việc đăng ký biển số xe này kia, họ sẽ thống kê tất cả số tiền cho mình. Sau khi mà thỏa thuận xong á, thì đây là tới cái bước là mình lái xe thử này cả nhà. Rất là nhiều xe luôn, mình phải lái thử. Giờ vợ chồng Tú sẽ đi qua bên này để mà xem cái xe à. Ở trong phòng trưng bày thì họ chỉ để một vài mẫu thôi, còn ở dưới này là mới nhiều. Ừ. Để ba leo lên ba thử xe thử. Đợi ba thử xong à. Rồi con mới vào nha, đợi ba thử xe thử sao. 我老是慢慢头要往那里看一下，头要扎出去的。Bây giờ nhà Tú thử xe mọi người ha.电子助力，就是因为你那个置放不带助力，你拿那些压的你都特别轻，何况电子的。<笑>哎，这咋开出去啊？就开，往上走。那么有坡？直接就是一个台子，然后你轻轻的往下下就行了。行吗？可以呢，我都可以。底盘够不够？够呢，你放心的过去。你确定啊？我确定。刮坏了我了呀。<笑>左转。<笑>声音挺小的。 宝宝让他腰麦，对，这是1.5自吸的。麦好。嗯，得把来头。就是倒车得改还行吗？对，因为它是。它得那个。提一下。对。 它就是为了跟一档分开。可以啊。嗯。爸可以开车呀。声音挺小的，比面包车声音小一点。因为面包车的话，它有个后传动轴，所以是能滑进去的。对，就声音小一点。所以你要是家用，舒适性要好，为它要选前驱的，就是这样子。 前面如果不弄膜啊，就晒得不行了。对。哦，上坡稍微有点黏，稍微得油得多一点。哦，nãy giờ mình thử mấy chiếc rồi cả nhà ơi, sao tôi thấy chiếc nào nó cũng giống như chiếc nào hết đây, thấy giống nhau y chang luôn mà chồng tôi lái thì anh hiểu được á. Anh lái đi mấy lần luôn. Sao không biết có ai giống như Tú không? Tú nhìn xe cái nào cũng như cái nào hết nhỉ? Đây cả nhà nhìn hai cái này có cái gì khác nhau không à? Mà nãy giờ cứ đi leo lên leo xuống. Thử. Thử nãy giờ mà. Nhà bảo bảo chỉ xe là? Thà 3.3 là. 3.3 你长帅的。到的时候。我长大了。那你长大了。对的。我的车那个离合器太重了。哎，老公，我看着这只看都一样的。东西里面的东西不一样。是啊。看外面我看不出来了。一个 người lái xe mới biết được nó như thế nào cả nhà. A few moments later. Cái công đoạn mà mình thử xe xong xuôi hết rồi á, thì mình sẽ đến cái công đoạn là thanh toán tiền xe. Thanh toán xong thì họ sẽ tư vấn tiếp tục về cái chế độ bảo hành của xe. Là sau khi mình mua cái xe này, sau 3 năm, sau 5 năm thì mình sẽ có những cái chế độ bảo hành như thế nào. Và cái hãng xe của chồng tôi mua là Hữu Lĩnh. Xong xuôi hết mọi thủ tục thanh toán xong, giấy tờ xong rồi á, là họ sẽ mang cái xe đi rửa. Rồi nhân viên sẽ lau sạch nó. Rồi đến một cái công đoạn cuối cùng là người ta cho mình kiểm tra kỹ một lần nữa. Tại vì hồi nãy ở ngoài bãi là họ để xe ngoài trời cho nên đất nó đóng á, mình nhìn không có kỹ. Sau khi họ rửa xong á,
vì là xe mới cho nên là yêu cầu là không có một chút tì vết nào hết. Họ sẽ cho mình kiểm tra một lần sau cùng. Biển số xe thì họ cho phép mình được tự lựa chọn ha cả nhà. Chồng Tú thì anh cũng chọn xong rồi. Nhưng mà bây giờ thì là xe mới, họ chỉ cấp cho mình một cái biển số xe bằng giấy và họ để trước đầu xe như vậy. Xe của mình thì vẫn được phép lưu thông giống như những cái xe khác ha. Chỉ có điều là họ đang trong quá trình làm xong cái biển số xe thì mình sẽ đến nhận. Và hiện tại thì mình sẽ lưu thông và mình dùng cái biển số xe bằng giấy đó. Rồi bây giờ thủ tục ok hết rồi, từ A đến Z rồi cả nhà. Bây giờ thì vợ chồng mình sẽ lái xe về nhà ha. Đây xe mới của ba đây.哦哦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 哦
家里有 USB 口，充电。嗯，挺好的。坐上来感觉一下。挺好的，我昨天坐好的。昨天是在那儿，现在是在家门口。哦，人家还给一个这个。脚垫子。脚垫子后面还有，那个第三排都有脚垫子。嗯。老公现在是什么样的感觉，老公？挺开心的。哎呀，结婚四年了，通过四年的我们两个的努力，终于换一辆新车了，不用开我那个。嗯，虽然那个我那个挺好的呀，我挺好的，就是外面有一点旧，但是他确实给我帮了很多的忙。对，我也希望我这个车也能给我帮很多的忙。对，就希望这个比那个更好。那肯定，并不是外观好，而是能给我帮更多的忙，给我家庭，给我宝宝，给我老婆，然后让他们出行更方便更舒服，是吧？对。宝宝呢，喜不喜欢这个爸爸新车？喜欢。星星吧。哇，你看我们就好大，能拉了好多人呢，也可以拉东西，后面提放好多。这个车长。对，很长的，跟那个对面的还有旁边的车比的话，这个车长多了。对，嗯，我们外来种多，那种个细呢，那窄，那些多的恐怕窄的呢。有七个座位。嗯，没坐位。这个可以用了亮呢，手机啊，对吧？对。哦，也可以听。也可以打电话。音乐可以打电话。电脑吗？没小电脑。啊，这个是屏幕的，嗯，可以的，挺好的。好了，现在走吧，爸。啊，现在就走吗？现在去哪去呢？出去转一圈，感觉一下。昨天已经的开了好好多了，是好多了，可以的。cũng gửi đến tin vui đến cả nhà và tôi rất là cảm ơn bà cô chú đã ủng hộ kênh của gia đình tú ha. Xin chào và hẹn gặp ông bà cô chú trong những clip tiếp theo. Bye bye. Bây giờ nhà tú đi lòng vòng đi chơi cả nhà.